Cách đòi nợ kết quả cao. Alo, chị yêu hả? Giờ này chị khỏe không? Dạ, chị sắm Tết chưa? Trời ơi, chị sắm rồi hả? Trời ơi, xuống quá à, nhà có điều kiện quá à. Em còn chưa được sắm nè. À chị ơi, chị nhớ không? Hôm trước em có cho chị mượn tiền á chị, lên tới 8 số rồi đó. Rồi có gì chị tranh thủ gửi cho em nha, để em sắm Tết nha. Em hôm nay nha chị. Dạ, rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ, em chào chị à. Dạ chị ơi, số tài khoản của em là Ê nha chị, à chị chuyển hả? À, ngân hàng lỗi hả? Chị đang chuyển đi niệm chuyển bưu điện cũng được nha chị. Dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi có gì chị em mình đi ăn lẩu nha. Dạ dạ, rồi chị tranh thủ sắp xếp giùm em nha chị. Dạ, dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Dạ chị ơi, em đang cần lắm á, có gì chị sắp xếp cho em ngày hôm nay luôn nha. Dạ, Tết sắp đến rồi chị. Dạ, giờ chị đang đi shopping hả? Dạ dạ rồi, có gì chị đi shopping về chị chuyển tiền cho em nha. Em cần lắm á chị nha. Dạ, dạ 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 rồi. Rồi rồi rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ, em chào chị. Chị ơi, hôm nay em chưa có nhận được á chị. Dạ, có gì chị sắp xếp tranh thủ cho em ngày hôm nay nha. Dạ dạ, em cần lắm á chị ơi. Em cần lắm luôn á, bây giờ em đang kẹt lắm á. Con em còn chưa có đồ Tết luôn á chị. Dạ dạ dạ, rồi có gì chị em mình đi trà sữa nha, em mời chị nha chị. Dạ, tranh thủ giúp em ngày hôm nay nha. Dạ 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 dạ, em cảm ơn chị nha, em cảm ơn chị nhiều. Em chào chị ăn cơm chưa? Dạ ăn ngon chị ha. Dạ chị ơi, có 18 số đó em cần lắm á, chị chuyển giùm em nha. Dạ chị chuyển tiền giùm em nha chị, em cần lắm luôn á chị. Dạ chắc chắn hôm nay nha. Dạ em cảm ơn chị chắc chắn nha chị ơi, hôm nay nha chị. Dạ rồi em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á nha chị. Dạ 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 rồi, hôm nay chắc cú nha chị. Dạ em cảm ơn chị nhiều. 3749 lần bạn sẽ rất là khó đòi nợ khi mà bạn gọi liên tục kiểu đó. Người ta nói rằng trong đầu mình nghĩ cái gì thì trong tay mình sẽ có cái đó. Trước khi bạn đi đòi nợ, thứ nhất là bạn phải nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ đòi được, chắc chắn người ta sẽ trả cho bạn, chắc chắn bạn sẽ lấy lại được tiền của bạn. Bởi vì tiền đó là tiền của bạn mà, bạn được quyền nhận lại nó mà, đúng không? Vậy thì trước khi alo gọi điện đòi nợ, bạn phải đánh răng súc miệng bằng tinh dầu răng miệng để cho cái miệng của mình nó thơm tho, nó sạch sẽ, nó bay hết đi những cái tạp khuẩn, những cái vi khuẩn trong miệng của bạn đi. Thì cái lời nói của bạn nó sẽ tỏ ra vàng, ra ngọc, ra hoa, ra lá, ra cành. Như vậy thì người nghe, người ta mới nghe thấy sung, thấy sướng, thấy phê, thấy mê. Và người ta sẽ móc hầu bao ra, người ta trả tiền cho bạn. Tiếp đến, đánh răng xong thì làm sao nữa? Thì xong đi, lấy cái tinh dầu thần tài xong để đuổi tà khí, đuổi những cái âm khí nó đang bám trên người bạn đi. Con gái thì 9 lần, con trai thì 7 lần, bạn cứ xông qua xông lại cho nó phóng uế hết tất cả những cái gì mà ưu ám trên người của bạn đi. Lúc đấy là bạn sẽ tỏ ra một cái khí chất vô cùng là thần thái, sáng ngời luôn, mặt rạng ngời luôn. Bởi vì mình đi lấy tiền của mình mà, chứ đâu phải là mình đi lấy tiền của ai đâu. Mình áp dụng như vậy cho Nga, chắc chắn bạn sẽ lấy lại được tiền của bạn. Alo, chị hả? Em Nga nè chị. Dạ chị, cái mục mà 8 số đó chị hứa chị trả em đó hả? Chị giờ chị cũng ăn coi liền hả? Dạ à, chị đi đến cổng nhà em rồi đó hả? À dạ à, rồi rồi em thấy chị rồi, em ra mở cổng cho chị liền nha. Trời ơi yêu chị quá à.